bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1, Cửa hàng nhỏ Tại Tây Nam Đế Quốc có một nơi tên là huyễn Nguyệt Ma Lâm, trong huyễn Nguyệt Ma Lâm có các loại ma thú, cũng có vô số linh dược khiến người ta thèm thuồng hấp dẫn vô số tu luyện giả hội tụ ở đây. Trong truyền thuyết, bên trong thậm chí còn có rất nhiều di tích thượng của thần bí, bất quá kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn song hành, trong huyễn Nguyệt Ma Lâm có ma thú cường đại, càng đi vào sâu trong ma thú đẳng cấp càng cao, ở trung tâm huyễn nguyệt ma lâm càng có ma thú thiên giai tồn tại. Trong điển tịch của một số thế lực cường đại, có ghi chép có thể có ma thú vượt qua thiên giai tồn tại. Ở biên giới huyễn nguyệt ma lâm có một hồ nhỏ tên là Thiên Ba Hồ, cách Thiên Ba Hồ khoảng 3-40 m có một tòa nhà cổ kính hai tầng, trên cửa chính có một bản hiệu, trên bản hiệu viết ba chữ to, mã mãi bì. Cửa tiệm có một cái ghế dựa, trên ghế dựa có một thiếu niên đang nằm, thiếu niên này nhắm mắt lại, trong miệng ngân nga một giai điệu không biết tên, ngón tay còn có tiết tấu gõ lên tay viện. Lúc mặt trời lặn, thiếu niên chậm rãi đứng lên, thu hồi ghế dựa, đi vào trong tiệm, đặt ghế dựa sang một bên, đi tới quầy ngồi dựa vào đó ngẩn người. Thiếu niên này tên là Dương Phong, nam, 23 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm ở một xưởng điện tử, thu nhập cũng chỉ đủ duy trì cuộc sống bởi vì không có sở thích gì đặc biệt lúc tan tầm và nghỉ hè cũng không đi chơi chỉ ở trong phòng thuê chơi game xem tiểu thuyết đêm hôm đó xuyên qua trên bầu trời sấm chớp vang dội mưa to gió lớn ạch à, hình như rất nhiều nhân vật chính xuyên qua tiểu thuyết muốn xuyên qua đều có tình huống này ở trong một căn phòng cho thuê dương phong nằm ở trên giường nhìn điện thoại cầm trong tay ngón tay thỉnh thoảng trượt trong miệng chật chật có tiếng thỉnh thoảng trong miệng nhảy ra những từ như hệ thống vô địch xưng bá hậu cung ngoài phòng gió lạnh gào thét gió lớn dùng sức đập cửa sổ cuồng phong tàn phá bừa bãi sấm sét cùng mưa gió đang xen lúc này có một đạo thiểm điện quanh bổ súng trên bầu trời mục tiêu nhắm thẳng vào phòng thuê của dương phong lúc này dương phong còn đang say sưa đọc tiểu thuyết đột nhiên một trận quan mang cùng đau đớn kịch liệt ập đến hắn liền mất đi trực giác cứ như vậy dương phong đi tới dị giới cùng một số tiểu thuyết xuyên việt giống nhau chính là dương phong xuyên việt tới đồng thời cũng mang theo hệ thống hệ thống này tên là hệ thống thương thành là một tác phẩm do một vị siêu cấp đại thần làm khi nhàm chán để cho người được chọn mở một cửa hàng ở thế giới khác bán ra vật phẩm của hệ thống lúc xuyên qua hệ thống đã cho dương phong một cửa hàng và một gói quà lớn trói định hệ thống thương thành dương phong từ hệ thống biết được cửa hàng này là do vị đại năng kia sử dụng tài liệu vô cùng trân quý luyện chế thành ngoại trừ vị đại năng chế tác hệ thống kia ra thì cơ bản không ai có thể phá hủy hơn nữa Dương Phong lấy cửa hàng làm trung tâm trong phạm vi 100 m chính là chúa tể vô địch, một ánh mắt cũng có thể làm cho người ta hồn phi phách tán. Như vậy có thể cam đoan tính mạng của chủ tiệm này an toàn, bất quá cũng không phải vạn năng, bởi vì Dương Phong trước mắt là phạm nhân không có một chút linh lực nào, hắn không thể dò xét tư tưởng cùng thực lực cảnh giới của người khác. Cửa hàng chia làm hai tầng, tầng một là khu bán hàng mở cửa đối ngoại rộng khoảng 50 mét vuông, tầng hai là khu nghỉ ngơi của chủ cửa hàng không mở cửa với bên ngoài. Khu bán hàng ở lầu 1, chỉ có quầy và kệ hàng ở phía sau quầy. Trên kệ lúc này có đặt ba cái bình sứ và một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Trong ba cái bình sứ là hai loại đan dược, hai bình hồi xuân đan và một bình hồi khí đan. Hồi xuân đan, phàm phẩm đan dược khôi phục thương thế không nguy hiểm đến tính mạng trong nháy mắt. Người dùng dưới vũ linh có hiệu quả, giá bán 20 kim tệ một bình. Hồi khí đan, phàm phẩm đan dược khôi phục đầy linh lực trong nháy mắt. Người dùng dưới vũ linh có hiệu quả, giá bán 20 kim tệ một bình bình thường một bình đan dược bình thường là 10 viên, ngoại trừ một số loại đặc thù. Mà trên hộp gỗ có viết kinh đào kiếm pháp, kiếm pháp vũ kỹ này cùng đan dược đều là Dương Phong lúc vừa xuyên qua được hệ thống tặng cho trong gói quà lớn. Kinh đào kiếm pháp, hoàng kiếm pháp này tổng cộng có 4 thức, trọc lãng ngập trời, bạo triều tràn lan, nhất tả thiên lý, vạn lưu quy tông, bán kim tệ, bên trong là một quyển sách và một ngọc giảng truyền công, người sử dụng sau khi dùng ngọc giản có thể lập tức có được năng lực tiểu thành của công pháp này, sau khi sử dụng ngọc giản sẽ tự động tiêu hủy. Tin, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, bán ra một món thương phẩm, thưởng 50 điểm tích lũy, 10 điểm linh nguyên, cơ hội rút thưởng hai lần, mở ra một phần công năng của hệ thống thương thành. Dương Phong đang nằm rạp xuống quầy ngẩn người, nghe vậy liền giật mình một cái rồi vui mừng nói, hệ thống, ngươi rốt cuộc cũng chịu tuyên bố nhiệm vụ rồi sao, ta xuyên qua đây đã 7 ngày rồi mà ngươi mới chịu lên tiếng. Hệ thống, ký chủ, nhiệm vụ cần kích hoạt mới có thể tuyên bố, cụ thể xin hãy tự mình thăm dò. Dương Phong, lại là tự mình thăm dò, nếu ta có thể tự mình thăm dò ra được thì ta còn hỏi ngươi làm gì? Hệ thống, ngươi cứ nói thẳng ra có được không, mời ký chủ tự mình thăm dò. Hệ thống thờ ơ đáp. Dương Phong, ta khổ quá mà không nói ra được, hắn đành bất lực đưa tâm thần tiến vào hệ thống, lúc này giao diện hệ thống so với lúc hắn mới đến đã có sự thay đổi lúc mới tới hệ thống chỉ có cột trữ vật, hiện tại bên cạnh cột trữ vật xuất hiện thêm một cột thuộc tính. Tiến vào thuộc tính, có thể nhìn thấy thuộc tính nhân vật trước mắt của Dương Phong. Chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100 m cấp bậc cửa hàng, phàm cấp điểm tích lũy, không linh nguyên, không số lần rút thưởng, không lần nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, bán ra một món hàng một không nhiệm vụ phụ, không có. Hệ thống cấp bậc cửa hàng là có ý gì? Dương Phong thắc mắc hỏi. Ký chủ, đẳng cấp cửa hàng càng cao, không gian cửa hàng càng lớn, phạm vi vô địch càng lớn, đẳng cấp vật phẩm bán ra càng cao, cụ thể xin hãy tự mình thăm dò. Dương Phong trong lòng âm thầm mắng, hệ thống này cũng quá không đáng tin cậy, cái gì cũng phải tự mình thăm dò. Vậy điểm tích lũy và linh nguyên là cái gì? Hắn lại tiếp tục hỏi. Điểm tích lũy có thể đổi vật phẩm trong thương thành, Linh Nguyên có thể đổi vật phẩm chuyên thuộc của chủ tiệm, cụ thể xin hãy tự mình thăm dò. Dương Phong, hắn chỉ muốn giơ ngón giữa lên mà thôi. Đúng lúc này có người bước vào trong tiệm, Dương Phong nhìn lại, phía trước là một thiếu niên mặc trường sam tinh xảo tay cầm trường kiếm, đằng sau là bảy đại hán hùng tráng, mỗi người đều mặc áo giáp bó sát, tay cầm vũ khí. Chắc là công tử ca nhà nào trong thành dẫn theo hộ vệ đến huyển nguyệt ma lâm lịch luyện đây mà. Dương Phong thầm nghĩ, những ngày qua, hắn cũng đã hỏi qua hệ thống một chút về thế giới này, bất quá mỗi khi muốn tìm hiểu sâu hơn thì hệ thống lại kêu hắn tự mình thăm dò, khiến hắn bực bội không thôi. Dương Phong thấy có người đến, bèn đứng lên mỉm cười nói, hoan nghênh quan lâm tiểu điếm, thiếu niên dẫn đầu lên tiếng, ồ, là tiệm mới sao, một tháng trước ta đi qua đây còn chưa có, người mới khai trương à, nói đoạn, hắn đánh giá Dương Phong, thấy hắn không có chút linh lực ba động nào, rõ ràng là một phàm nhân từ khi nào mà phàm nhân cũng dám cả gan đến huyễn nguyệt ma lâm mở tiệm thế này tuy rằng chỉ là khu vực rìa ngoài nhưng vẫn có không ít giả thú thậm chí là hung thú lui tới thiếu niên kia tên là ngụy thư tuấn là thiếu gia của ngụy gia ở thiên phong thành hắn vừa mới bế qua ngày hôm qua hôm nay dẫn theo hộ vệ đến huyễn nguyệt ma lâm lịch luyện khi đi ngang qua thiên ba hồ thì thấy được một tòa kiến trúc kỳ quái mọc lên bên cạnh hồ thế là tò mò ghé vào xem thử dương phong mỉm cười tiểu điếm của ta cũng mới khai trương được vài ngày ngụy thư tuấn nhìn quanh tiệm một lượt nhíu mày nói mã trưởng quỷ ngươi kinh doanh gì vậy sao trong này chẳng có gì cả xin lỗi vị công tử này tại hạ họ dương tên phong không phải họ mã tiểu điếm chuyên buôn bán các loại vật phẩm mấy món đồ này là những thứ tiểu điếm đang bày bán dương phong bất đắc dĩ sửa lại cách gọi của ngụy thư tuấn đồng thời chỉ tay về phía quầy hàng chuyện cái tên tiệm mã mãi bì là thế này lúc ấy dương phong vừa tỉnh lại sau khi xuyên việt nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng trống trơn xa lạ trong lòng không khỏi ngơ ngác hoang mang đúng lúc này một giọng nói điện tử vang lên đinh mời ký chủ đặt tên cho cửa tiệm dương phong giật mình tỉnh hồn lớn tiếng hỏi cái gì đây là đâu giọng nói kia lại vang lên lần nữa đinh chúc mừng ký chủ đã đặt tên thành công cho cửa tiệm là mã mãi bì tặng kèm ký chủ một phần quà lớn dương phong Ngụy Thư Tuấn nhướng mày, ồ, nếu đã họ Dương, vậy sao lại đặt tên tiệm là Mã Mãi Bì? Còn nữa, mấy thứ này rốt cuộc là gì, Dương trưởng quỹ có thể giới thiệu cho tại hạ được không? Dương Phong thầm than trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười giới thiệu, vị công tử này không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì, người có thể không cần nhớ tên tiệm cũng được, chỉ cần biết trong tiệm ta bán thứ gì là được rồi. Hắn chỉ tay vào mấy món đồ trên quầy, nói, trong bình là đan dược, còn trong hộp gỗ là vũ kỹ. Ồ, không biết là đan dược gì, vũ kỹ gì vậy? Ngụy Thư Tuấn hứng thú hỏi. Người có thể mở tiệm ở chỗ này, lại còn bán cả đan dược và vũ kỹ, chắc chắn không phải phàm nhân, mà thứ bán ra cũng không phải phàm vật. Còn việc vị trưởng quỷ này không có linh lực, chắc chắn là có bảo bối hoặc tu luyện công pháp đặc thù nào đó che giấu tu vi, hoặc là tu vi của hắn quá cao thâm, mình không nhìn ra mà thôi. Ngụy gia là gia tộc lớn ở Thiên Phong Thành, Ngụy Thư Tuấn từ nhỏ đã được bồi dưỡng để kế thừa vị trí gia chủ, cho nên nhãn lực và tâm tính đều hơn người, không phải loại công tử bột chỉ biết ỷ thế hiếp người, mắt cao hơn đỉnh đầu. Dương Phong giới thiệu, hai bình này là hồi xuân đan, thuộc loại phàm phẩm, có thể giúp người dùng khôi phục thương thế trong nháy mắt, có tác dụng với người dưới cấp bậc vũ linh, còn bình này là hồi khí đan, cũng thuộc loại phàm phẩm, có thể giúp người dùng khôi phục linh lực trong nháy mắt, có tác dụng với người dưới cấp bậc vũ linh, còn hộp gỗ này là Vũ Kỷ Hoàng giai, Kinh Đào kiếm pháp. Dương Phong đã tìm hiểu qua hệ thống, đan dược phàm phẩm có tác dụng với người dưới cấp bậc Vũ Linh, đan dược chân phẩm có tác dụng với người dưới cấp bậc Vũ Hoàng, đan dược linh phẩm có tác dụng với người dưới cấp bậc Vũ Tôn. Người có tu vi thấp hơn không thể sử dụng đan dược có phẩm cấp cao hơn, ví dụ như người có tu vi Vũ Linh không thể sử dụng đan dược chân phẩm và linh phẩm, người có tu vi Vũ Hoàng không thể sử dụng đan dược linh phẩm. Bởi vì dược lực của đan dược có phẩm cấp cao hơn sẽ phá hủy thân thể và kinh mạch của người có tu vi thấp hơn. Tuy nhiên, đó không phải là tuyệt đối, bởi vì có một số loại đan dược đặc thù là ngoại lệ, cái gì? Ngụy Thư Tuấn và đám người đi theo đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, bọn họ mới hoàn hồn, đồng loạt nhìn về phía quầy hàng, ánh mắt không ngừng biến đổi, từ kinh ngạc, khó tin đến mừng như điên. Trên thị trường dù là đang dược chữa thương hay đang dược khôi phục linh lực, đều không có loại nào có thể phát huy tác dụng trong nháy mắt, cho dù là loại tốt nhất cũng chỉ có thể chậm rãi chữa trị thương thế hoặc khôi phục linh lực. Loại đang dược khôi phục linh lực tốt nhất trên thị trường cũng chỉ có thể giúp người dùng khôi phục ba thành linh lực trong vòng 15 hơi thở. Hơn nữa, vũ kỹ còn được phân chia theo phẩm cấp, trên thế giới này có rất nhiều loại vũ kỹ, nhưng vũ kỹ có phẩm cấp lại vô cùng khan hiếm, đại đa số đều nằm trong tay các tông môn, thế gia hoặc ẩn tộc, rất ít khi được lưu truyền ra ngoài. Dương, Dương trưởng quỷ, ngươi nói là thật sao? Trong hộp gỗ kia thật sự là vũ kỷ hoàng giai. Ngụy Thư Tuấn kích động đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Ngụy gia bọn họ tuy là gia tộc lớn ở Thiên Phong Thành, thế lực lớn mạnh, nhưng cũng không sở hữu bất kỳ loại vũ kỹ nào có phẩm cấp. Nói chi là Ngụy gia, ngay cả những gia tộc lớn khác trong đế quốc cũng chưa chắc đã có vũ kỷ hoàng giai. Ngụy Thư Tuấn làm sao có thể không kích động cho được, tuy rằng đan dược cũng rất trân quý, nhưng so với vũ kỹ hoàng giai thì lại kém xa, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đúng vậy, không biết công tử có muốn mua không? Đan dược 20 kim tệ một bình, vũ kỹ chỉ cần kim tệ. Dương Phong gật đầu, thản nhiên nói. Nhìn bộ dáng kích động quá khích của thiếu niên này, đúng là người chưa từng trải sự đời. Cái gì? Chỉ cần kim tệ. Ngụy Thư Tuấn và đám người đi theo nghe vậy liền kích động đến run người. Phải biết 3 năm trước, trong một buổi đấu giá, một quyển vũ kỹ hoàng giai đã được bán với giá kim tệ. Tiền tệ được sử dụng ở thiên thần đại lục là 100 đồng bằng một ngân tệ, 100 ngân tệ bằng một kim tệ, 100 kim tệ bằng một linh thạch. Công tử có muốn mua không? Dương Phong hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đám người này bị bệnh hay sao mà run dữ vậy? Mua, mua, chúng ta muốn mua, đang dược và vũ kỹ chúng ta đều muốn. Ngụy Thư Tuấn kích động đến mức nói năng lộn xộn. Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn là phải mua hết, bất quá, hắn chợt nhớ ra trên người mình không mang nhiều tiền như vậy, bèn nhìn Dương Phong, dè dặt nói, Dương trưởng quỷ, trên người ta không mang nhiều kim tệ như vậy, không biết ngươi có thể đợi ta về nhà lấy tiền rồi quay lại mua được không? Xin ngươi nhất định phải giữ lại cho ta, đừng bán cho ai khác. Dương Phong suy nghĩ một chút, có thể. Người đầu tiên y nhìn thấy khi đến thế giới này, rất có thể là vị khách đầu tiên, vẫn phải cho chút đặc quyền, Ngụy thư tuấn đạt được kết quả như ý, nội tâm càng thêm kích động, "Đa tạ, đa tạ Dương trưởng quầy, ta, ta mua đang dược trước." Nói xong, hắn lấy ra 60 kim tệ đặt lên quầy. Thành giao, vụ mua bán đầu tiên, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Trong lòng Dương Phong cũng có chút kích động, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng y không sợ bán không được hàng, nhưng ai biết được khi nào mới có người thứ hai ghé thăm dương phong cất kim tệ vào ngăn kéo xoay người lấy ba bình đang dược từ trên giá xuống đặt lên quầy ngụy thư tuấn cầm lấy ba bình đang dược đưa cho gã đại hán dẫn đầu phía sau ngụy thành ngươi hãy mang đang dược về bẩm báo với gia phụ bảo ông ấy mang kim tệ đến đây vốn dĩ ngụy thư tuấn muốn mua xong đang dược rồi mới quay về lấy thêm kim tệ nhưng lại nghĩ nhỡ đâu lúc mình quay về đã có người đến mua mất võ kỹ thì uổng công vô ích. Mặc dù trưởng quầy có nói có thể chờ hắn quay lại, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, vẫn nên để người nhà ở lại cho yên tâm. Gã đại hán nhận lấy đan dược, dẫn theo hai tên thuộc hạ chạy như bay về thiên phong thành bẩm báo cho gia chủ, còn ngụy Thư Tuấn cùng hai tên thủ hạ khác thì ở lại cửa tiệm chờ đợi. Tin, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được phát. Đinh, Hệ thống thương thành đã mở khóa. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến, bán ra 5 loại thương phẩm, phần thưởng, 50 điểm tích lũy, 10 điểm linh nguyên, 3 lượt rút thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến đã mở khóa. Khi Dương Phong vừa cất kim tệ vào ngăn kéo, thanh âm hệ thống liền vang lên. Y kích động muốn chết, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người lấy đan dược đặt lên quầy. Vì còn có người ngoài, Dương Phong không tiện vào hệ thống kiểm tra ngay. Nhìn ba tên thuộc hạ chạy như bay về hướng Thiên Phong Thành, Ngụy thư Tuấn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn hướng Dương Phong hỏi: "Dương trưởng quầy, xin hỏi ngài có thể giới thiệu qua về võ kỹ này được không? Lúc biết được trong hộp gỗ là một quyển võ kỹ Hoàng giai, Ngụy thư Tuấn đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe tên của nó nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ còn văng vẳng ba chữ: Võ kỹ Hoàng giai." "Dương Phong, có thể." Nói xong, y xoay người đi lấy hộp gỗ giới thiệu thông tin sản phẩm cho khách hàng là chuyện thường tình mà. Dương Phong đặt hộp gỗ lên quầy, chỉ thấy trên nắp hộp có viết ba chữ, kinh đào kiếm pháp. Mở hộp ra, bên trong là một quyển sách phát ra ánh sáng màu vàng cùng một khối ngọc giản phát ra ánh sáng màu trắng. Là võ kỹ hoàng giai, là võ kỹ hoàng giai, thật sự là võ kỹ hoàng giai. Mấy người ngụy thư túng lại bắt đầu run rẩy. Ai cũng biết, võ kỹ có phẩm giai đều sẽ phát ra quan mang tương ứng, hoàng giai là màu vàng, huyền giai là màu đỏ, địa giai là màu lam, thiên giai là màu tím. Dương Phong, có thể. Nói xong, y xoay người đi lấy hộp gỗ. Giới thiệu thông tin sản phẩm cho khách hàng là chuyện thường tình mà. Dương Phong đặt hộp gỗ lên quầy, chỉ thấy trên nắp hộp có viết ba chữ, kinh đào kiếm pháp. Mở hộp ra, bên trong là một quyển sách phát ra ánh sáng màu vàng cùng một khối ngọc giảng phát ra ánh sáng màu trắng. Là võ kỹ hoàng giai, là võ kỹ hoàng giai, thật sự là võ kỹ hoàng giai. Là võ kỹ hoàng giai, là võ kỹ hoàng giai, thật sự là võ kỹ hoàng giai. Mấy người ngụy thư túng lại bắt đầu run rẩy. Ai cũng biết, võ kỹ có phẩm giai đều sẽ phát ra quan mang tương ứng, hoàng giai là màu vàng, huyền giai là màu đỏ, địa giai là màu lam, thiên giai là màu tím. Mấy người ngụy thư túng lại bắt đầu run rẩy. Ai cũng biết, võ kỹ có phẩm giai đều sẽ phát ra quan mang tương ứng, hoàng giai là màu vàng, huyền giai là màu đỏ, địa giai là màu lam, thiên giai là màu tím. Dương Phong không để ý đến bộ vân rung rẩy của Ngụy Thư Tuấn, cầm lấy quyển sách giới thiệu, kinh đào kiếm pháp, võ kỹ hoàng giai, kiếm pháp này chia làm bốn tầng, tầng thứ nhất, trọc lãng thao thiên, tầng thứ hai, bạo triều phiếm lạm, tầng thứ ba, nhất tả thiên lý, tầng thứ tư, vạn lưu quy tông. Hắn đặt cuốn sách xuống, cầm lấy miếng ngọc giảng, nói, đây là ngọc giảng, bên trong phong ấn một tiểu thành kiếm kỹ, sau khi sử dụng, người dùng có thể lập tức sở hữu trình độ tiểu thành của kiếm pháp này, tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong nó sẽ tự hủy. Ngụy Thư Tuấn cùng mấy người nghe xong trực tiếp ngay ra như phỏng, cả đám đều đơ ra, toàn thân run rẩy không nói nên lời, đầu óc trống rỗng. Khả năng quái gì thế này, xưa nay chưa từng nghe nói có thể học xong trong nháy mắt mà còn lên thẳng tiểu thành. Chứng kiến hai món bảo vật với công năng nghịch thiên như vậy, Nguyễn thư Tuấn và hai tên thủ hạ vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Dương Phong không để ý đến trạng thái của bọn họ, tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Lúc này, ngoài hai mục thuộc tính và kho hàng ra, hệ thống đã xuất hiện thêm một mục mới là thương thành. Đầu tiên, Dương Phong kiểm tra thuộc tính của bản thân. Lúc này, thuộc tính của y đã có chút biến hóa. Chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100m. Cấp bậc cửa tiệm, phàm cấp điểm tích lũy, 50, có thể đổi vật phẩm cửa tiệm, linh nguyên, 10, có thể đổi vật phẩm chuyên dụng, lượt rút thưởng, 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, bán ra 5 phần 5 loại thương phẩm, nhiệm vụ phụ tuyến, chưa kích hoạt. Sau khi xem xong thuộc tính cá nhân, Dương Phong mở mục thương thành ra xem. Trong mục này có 3 phân loại, thương phẩm bán ra, vật phẩm cửa tiệm và vật phẩm chuyên dụng. Hệ thống Ba loại này khác nhau chỗ nào? Dương Phong tò mò hỏi. Thương phẩm bán ra là để bán cho khách, vật phẩm cửa tiệm dùng để nâng cấp cửa tiệm, vật phẩm chuyên dụng là vật phẩm dành riêng cho chủ tiệm. Dương Phong vẫn chưa hiểu lắm, y tiếp tục mở mục, thương phẩm bán ra. Lúc này, trong mục này chỉ có duy nhất một loại là đan dược, bao gồm hai loại là hồi xuân đan và hồi khí đan đã được bán khi nãy. Hồi xuân đan, phàm phẩm giá bán 20 kim thổi khí đan, phàm phẩm giá bán 20 kim tệ dưới còn có một dòng chữ nhỏ, cửa tiệm phàm cấp mỗi ngày chỉ được bán tối đa 10 viên mỗi loại. Hệ thống, giới hạn bán ra, là sao? Tại sao trong thương thành chỉ có mỗi đan dược, mà lại chỉ có hai loại này, ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nâng cấp cửa tiệm là có thể phá giải giới hạn. Vậy tại sao trong thương thành chỉ có mỗi đan dược, không có thứ khác? Tại sao đan dược lại chỉ có hai loại này? Thế hệ thống chưa trả lời hết câu hỏi, dương phong bức xúc hỏi dồn ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở khóa thêm vật phẩm ngoài ra ký chủ cũng có thể thông qua rút thưởng để mở khóa dương phong thế còn số kim tệ bán hàng đâu sao ta không thấy hệ thống kim tệ bán hàng thuộc về hệ thống dương phong mở rút thưởng cho ta ta muốn rút thưởng ngay lập tức một vòng xoay may mắn hiện ra trên vòng xoay có ba khu vực khu vực màu đỏ chiếm 80% diện tích, bên trên ghi là, thương phẩm bán ra, khu vực màu xanh lá cây chiếm 10% diện tích, bên trên ghi là, vật phẩm cửa tiệm, khu vực màu đen cũng chiếm 10% diện tích, bên trên ghi là, vật phẩm chuyên dụng. Hai khu vực màu xanh lá cây và màu đen nằm xen giữa khu vực màu đỏ, chia khu vực màu đỏ thành hai phần trên dưới. Hệ thống, tại sao, thương phẩm bán ra, lại chiếm đến 80%, còn, vật phẩm cửa tiệm, và, vật phẩm chuyên dụng, chỉ có 10%. Dương Phong thắc mắc. Hệ thống, ký chủ hãy tự mình khám phá. Bắt đầu rút thưởng. Dương Phong chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của hệ thống, trực tiếp yêu cầu. Ký chủ hãy dùng ý niệm để xoay vòng xoay, sau năm nhịp thở hô, dừng, là được. Lần đầu tiên rút thưởng, ký chủ sẽ nhận được hiệu quả gấp đôi. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Dương Phong mừng thầm vòng xoay chậm rãi chuyển động càng lúc càng nhanh đến cuối cùng chỉ còn là một vòng xoáy mờ ảo lần đầu tiên rút thưởng dương phong không khỏi có chút hồi hộp sau mười mấy nhịp thở y mới hô lên dừng vòng xoay chậm rãi dừng lại kim chỉ dừng lại ở khu vực màu đỏ biết ngay mà dương phong thầm nghĩ y cũng chẳng mong đợi gì nhiều dù sao xác suất trúng thương phẩm bán ra là cao nhất vòng xoay biến mất hai loại vật phẩm hiện ra. Dương Phong trừng mắt nhìn, tụ khí đang ít 10, bạo khí đang ít 10. Dương Phong vội vàng cất đang dược vào kho hàng, sau đó kiểm tra thông tin. Tụ khí đan, phàm phẩm tăng linh lực trong cơ thể, có tác dụng với võ giả dưới cấp võ linh. Giá bán 20 kim tệ. Bạo khí đan, phàm phẩm nâng cao ba cảnh giới nhỏ trong thời gian ngắn, hiệu quả duy trì 100 nhịp thở, không có tác dụng phụ, có tác dụng với võ giả dưới cấp võ linh giá bán 100 kim tệ. Xem xong thông tin đang dược, Dương Phong liền thoát khỏi không gian hệ thống. Nhìn sang bên cạnh, mấy người ngụy Thư Tuấn vẫn còn đang run rẩy Lũ nhà quê, chưa thấy qua việc đời, chỉ một quyển võ kỹ hoàng giai mà đã kích động thành ra thế này, Dương Phong kinh thường thầm nghĩ. Y xoay người, lấy tủ khí đan và bảo khí đan từ trong kho hàng ra đặt lên quầy, sau đó lại lấy thêm 10 bình hồi xuân đan và 10 bình hồi khí đan, tổng cộng trên quầy lúc này là 40 bình đan dược. Nhìn 40 bình đang dược, Dương Phong hài lòng gật đầu. Y nhìn ra ngoài cửa, lúc này trời đã sẫm tối, không biết đám người kia bao giờ mới quay lại. Nhìn mấy tên kia vẫn còn đang run rẩy, Dương Phong lại một lần nữa tiến vào không gian hệ thống. Thiên Phong Thành, nằm cách Thiên Ba Hồ 30 dặm về phía bắc. Ngụy gia, phòng nghị sự. Lúc này, tất cả cao tầng của Ngụy gia đều đang tập trung tại đây. Ngồi trên thủ vị là Ngụy khiếu Thiên gia chủ đời này của Ngụy gia. Ngồi bên tay trái ông là ba lão giả, là ba vị trưởng lão của Ngụy gia, cũng là bậc thúc bá của Ngụy Khiếu Thiên. Ngồi bên tay phải ông là năm người đàn ông trung niên, là huynh đệ của ông, phụ trách quản lý các ngành nghề kinh doanh của Ngụy gia. Lúc này, bọn họ đang thảo luận về đại sự phát triển gia tộc. Đúng lúc này, quản gia bước vào bẩm báo, "Gia chủ, Ngụy Thành cầu kiến, nói là có việc cấp muốn bẩm báo." "Hả?" Không phải hôm nay Ngụy Thành đi theo Thiếu gia đến Huệ Nguyệt Ma Lâm tìm tiểu thư và các vị tiểu thư khác sao? Chuyện gì mà gấp vậy? Thiếu gia đâu? Ngụy Khiếu thiên nhíu mày hỏi. Bẩm gia chủ, Thiếu gia không thấy đâu, chỉ có Ngụy Thành, Ngụy Long và Ngụy Hổ trở về. Ta có hỏi, nhưng bọn họ không nói, chỉ nói Thiếu gia bình an, bảo bọn họ về báo với người là có việc gấp, cần gặp người ngay. Cho bọn họ vào đi. Ngụy Kiếu Thiên nhíu mày càng sâu. Chuyện gì mà lại gấp gáp đến mức này? Nếu là chuyện quan trọng, sao Tuấn Nhi không tự mình về bẩm báo, lại để thuộc hạ về gọi, ba người Ngụy Thành vội vã bước vào, vừa vào đã hô lớn, gia chủ. Gia chủ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thiếu gia bảo người chuẩn bị kim tệ, nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt đứng bật dậy. Ngụy Kiếu Thiên biến sắc, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? tuấn nhi sao rồi gặp chuyện gì nó có bị thương không lời nói của ngụy thành khiến người ta hoảng hốt nào là xảy ra chuyện lớn nào là chuẩn bị kim tệ chẳng khác nào tuấn nhi bị người ta bắt cóc cần phải bỏ tiền chuộc ngụy thành lúc này mới nhận ra mình lỡ lời vội vàng giải thích gia chủ không phải như người nghĩ đâu thiếu gia không sao cậu ấy vẫn bình an chuyện là như vậy ngụy thành bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện hai tên thủ hạ đi cùng cũng thỉnh thoảng chen vào bổ sung bọn họ kể lại tỉ mỉ mọi chuyện từ lúc rời khỏi huyễn nguyệt ma lâm cho đến khi ngụy thư tuấn bảo bọn họ quay về nghe xong cả phòng nghị sự im phăng phắc ngụy khiếu thiên ba vị trưởng lão năm vị quản sự và cả quản gia đều há hốc mồm mặt mày ngơ ngác sau đó thân thể bắt đầu run rẩy mười mấy hơi thở sau thấy bọn họ vẫn còn run rẩy ở đó ngụy thành vội vàng lên tiếng lão gia lão gia thiếu gia còn đang đợi ở bên kia kìa nhỡ đâu bị người ta nhanh chân đến trước ngụy khiếu thiên thanh tỉnh lại lắp bắp hỏi viên thành mày mày nói nói là thật sao mặc dù trong lòng ông đã tin hơn phân nửa là đám viên thư tuấn sẽ không mang chuyện này ra đùa gia chủ là thật đây là đang dược được bán trong cửa tiệm đó thiếu gia muốn mang về cho người xem qua nói xong ngụy thành lấy ba bình đang dược đưa cho ngụy khiếu thiên ngụy khiếu thiên nhận lấy mở một bình ra lập tức một mùi thơm ngát xộc vào mũi khiến tinh thần ông tỉnh táo hẳn lúc này ngụy khiếu thiên đã tin bảy tám phần viên đan dược này thoạt nhìn vô cùng bất phàm mùi thơm còn nồng đậm hơn bất kỳ loại đan dược nào mà ông từng thấy qua ông đổ một viên ra hỏi các ngươi đã thử qua tác dụng của nó chưa mấy người ngụy thành lắc đầu ngụy khiếu thiên nhíu mày chưa thử qua sao các ngươi biết nó là thật ngụy thành nghe vậy sửng sốt một chút sau đó cắn răng, rút đao chém một nhát vào tay mình. Vết chém rất sâu, máu tươi phun ra như suối. Ngụy Khiếu Thiên đổ một viên hồi xuân đang ra, ném cho Ngụy Thành. Ngụy Thành vội vàng bắt lấy, bỏ vào miệng. Viên đang dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy vào bụng. Chỉ trong chớp mắt, vết thương trên tay Ngụy Thành đã ngừng chảy máu, sau đó liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ sau ba nhịp thở, vết thương đã hoàn toàn biến mất. Chứng kiến cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đan dược đã thần kỳ như vậy, chắc chắn võ kỹ hoàng giai kia là thật. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào lời kể của Ngụy Thư Tuấn. Ngụy Khiếu Thiên rung giọng nói, Phúc Bá, mau đi lấy kim tệ, vâng. Quản gia, Ngụy Phúc vội vàng chạy đi. Ngụy Khiếu Thiên và những người còn lại mang vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm suy tư. Một lúc sau, Ngụy Khiếu Thiên lên tiếng, mọi người thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tiểu điếm kia chắc chắn có lai lịch không tầm thường, bằng không không thể nào có được loại đan dược thần kỳ như vậy, lại còn có cả võ kỹ hoàng giai. Nhưng tại sao bọn họ lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy như huyễn nguyệt ma lâm này mở tiệm? Mục đích của bọn họ là gì? Rốt cuộc thân phận của vị dương trưởng quầy kia là gì? Gia chủ, ta nghĩ chúng ta bất kể kẻ sau lưng tiểu điếm này là ai, vì sao lại đến hủy nguyệt ma lâm mở tiệm cũng mặc kệ dương trưởng quỷ là nhân vật gì trong này chúng ta cứ ôm chặt lấy đùi hắn à không giao hảo với hắn mới đúng vị cường giả kia không phải mở tiệm ư chúng ta cứ việc mua bán giao dịch bình thường là được không cần thiết phải cố ý lấy lòng bằng không sợ lại khiến hắn không vui cứ coi như giao dịch bình thường giao lưu bình thường là được mọi người ngươi một lời ta một câu cuối cùng quyết định mời thái thượng trưởng lão cùng gia chủ ngụy thành ba người đi trước đương nhiên Ngụy Thành chỉ có nhiệm vụ dẫn đường mà thôi. Huyễn Nguyệt Ma Sâm, Thiên Ba Hồ, lúc này trời đã tối đen, tiếng côn trùng kêu vang dội không ngớt, mấy người Ngụy Thư Tuấn trong tiểu điếm, mã mãi bì, đã khôi phục bình thường, đang cùng Dương Phong trò chuyện thật vui, Dương Phong cũng từ trong lời nói của mấy người Ngụy Thư Tuấn mà hiểu rõ về thế giới này hơn. Ngay lúc này, có người bước vào trong tiệm, mọi người nhìn lại, thì ra là ba người, một người chính là Ngụy Thành lúc nãy quay về gọi người, một lão nhân tóc bạc trắng như tuyết nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn một người lộ ra vài phần khí tức bề trên dung mạo có nét giống với ngụy thư tuấn là một vị trung niên nhân ba người bọn họ chính là ngụy thành ngụy khiếu đình cùng thái thượng trưởng lão từ ngụy gia vội vã tới đây phụ thân thái gia gia rốt cuộc người cũng tới rồi tuấn nhi lo lắng muốn chết rồi tuấn nhi đừng hoảng chúng ta không phải đã tới rồi sao vị lão giả tóc bạc lên tiếng Nói xong liền nhìn về phía Dương Phong, lão không cảm nhận được bất kỳ luồng linh lực nào, trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với Ngụy Thư Tuấn, vị này, hoặc là tu luyện công pháp ẩn giấu linh lực đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa, hoặc là một vị cường giả ít nhất cũng phải có tu vi từ Vũ tông trở lên, võ giả thấp hơn một cảnh giới lớn căn bản không thể nào cảm nhận được linh lực của đối phương. "Lão phu, Ngụy Phách Thiên, thái thượng trưởng lão Ngụy gia bái kiến Dương trưởng quỷ." Ngụy Phách Thiên chắp tay nói, lão tiên sinh khách khí rồi, chẳng hay ba vị tới đây là muốn mua võ kỹ. Dương Phong đáp lễ, thuận tay cầm lấy hộp gỗ từ trên kệ hàng đặt xuống quầy, mở nắp ra. Ngụy Phách Thiên cùng Ngụy Khiếu Đình nôn nóng vương đầu, nhìn chầm chầm vào quyển trục bên trong phát ra hào quang màu vàng, trên đó có bốn chữ, kinh đào kiếm pháp, được viết theo lối rồng bay phượng múa, phóng khoáng tự nhiên. Là hoàng giai, quả nhiên là kiếm pháp hoàng giai. Mặc dù đã được thông báo trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hai người vẫn không khỏi kích động. Ngụy Khiếu Đình lấy ra một cái túi, đặt lên quầy, nói với Dương Phong, Dương trưởng quỷ đây là kim tệ. Dương Phong biết trên thế giới này có một loại túi đặc biệt dùng để chứa đồ gọi là túi trữ vật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy, chỉ phất tay một cái, số kim tệ bên trong túi trữ vật đã biến mất không còn một đồng, vừa vặn một ngàn kim tệ. Cường giả, đây chắc chắn một vị siêu cấp cường giả, Dương trưởng quỷ này, có thể cách không lấy đồ vật trong túi trữ vật của người khác, cho dù là cường giả Võ Vương cũng không cách nào làm được, vị này, ít nhất cũng phải là siêu cấp cường giả từ Võ Vương cảnh trở lên. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để vị tiền bối này nổi giận. Mấy người Ngụy Phách Thiên thầm nghĩ. Cảnh giới võ giả ở Thiên Thần Đại Lục được chia làm: Võ Đồ, Võ Sư, Võ Linh, Võ Tông, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế. Mỗi một đại cảnh giới lại được chia thành chín tiểu cảnh giới ngụy khiếu đình run run cầm lấy hộp gỗ cắt cao nắm chặt như thể sợ bị người ta đoạt mất hắn kích động nói với dương phong đa tại dương trưởng quỷ không biết dương trưởng quỷ có còn vật phẩm nào khác để bán hay không không cần khách khí ta bán ngươi mua chúng ta giao dịch công bằng hiện tại ta còn bốn loại đan dược hồi xuân đan hồi khí đan tụ khí đan bạo khí đan dương phong thản nhiên nói với mấy người ngụy khiếu đình sau đó giới thiệu qua một chút về công dụng và một số thông tin của mấy loại đan dược này tuy ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng dương phong đã sớm nở hoa nhìn con dê béo ngụy khiếu đình trước mặt trong lòng thầm nghĩ xem ra hôm nay nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành rồi mua mua tất cả ta đều mua dương trưởng quỷ người có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu ngụy khiếu đình kích động nói vừa có thể kết giao với vị cường giả trước mặt vừa có thể mua được những loại đan dược thần kỳ chưa từng xuất hiện quả thật là một công đôi việc thành giao dương phong mừng thầm trong lòng sau đó nói với con dê béo à không là ngụy gia gia chủ ngụy khiếu đình hôm nay chỉ còn lại chừng này nếu ngụy gia chủ muốn mua thêm ngày mai hãy ghé lại nhất định nhất định ngụy khiếu đình lấy ra một túi chứa một nghìn sáu trăm kim tệ đặt lên quầy nụ cười trên mặt trông như hoa cúc nở rộ Tức kim tệ đi dương phong lấy đan dược đặt lên quầy ngụy khiếu đình tức kỹ đan dược cung kính nói với dương phong vậy tại hạ không quấy rầy dương trưởng quỷ nghỉ ngơi nữa cáo từ Nói xong, hắn liền dẫn người rời đi. Nhìn theo bóng lưng mấy người ngụy khiếu đình khuất dần, Dương Phong đóng cửa tiệm lại, xoay người đi lên lầu 2, trở về phòng, nằm vật xuống giường, lúc này hắn mới có thời gian kiểm tra hệ thống. Chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100m, cấp bậc tiệm, phàm cấp điểm tích lũy, 100, có thể dùng để đổi vật phẩm, linh nguyên, 20, có thể dùng để đổi vật phẩm đặc biệt, lượt quay thưởng, 3, nhiệm vụ Nhiệm vụ chính tuyến, bán ra 7 loại mặt hàng bảy, không, nhiệm vụ phụ, bán ba loại hàng khác nhau ba, không Dương Phong bất lực nằm vật xuống giường, thở dài nói, "Hệ thống, cửa hàng chính rút thăm trúng thưởng." Vòng quay chậm rãi hiện ra, khi Dương Phong chuẩn bị bắt đầu quay thưởng, âm thanh hệ thống vang lên, "Ký chủ, có muốn quay 3 lần liên tiếp hay không?" "3 lần liên tiếp." "Là quay một lần được ba lượt luôn sao?" "Đúng vậy, quay như vậy sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm cấp cao hơn." "Hệ thống" Vậy có phải lượt quay thưởng có thể tích lũy hay không? Đúng vậy ký chủ, lượt quay thưởng càng nhiều, số lần quay liên tiếp cũng sẽ tăng theo, hiện tại có thể quay 3 lần liên tiếp. Quay liên tiếp và quay một lần cũng khác nhau, quay liên tiếp sẽ dựa theo phạm vi giải thưởng hiện có mà quay ra vật phẩm. Ra là vậy, cũng giống với một số game online nhỉ. Được rồi hệ thống, cho ta quay 3 lần liên tiếp. Vòng quay nhanh chóng chuyển động, Dương Phong lẩm bẩm, Tam Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đại đế như Lai Phật Tổ, Di Sức, sau khi niệm một tràng dài tên các vị thần Phật, Dương Phong hét lớn, dừng lại cho ta, vòng quay chậm rãi dừng lại, Dương Phong mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào vòng quay, khi vòng quay hoàn toàn dừng lại, ba loại vật phẩm hiện ra khiến Dương Phong mừng rỡ như điên, ha ha, xem ra ta sắp sửa phát tài rồi, vậy mà lại quay được ba loại vật phẩm mới, ha ha ha, ba loại vật phẩm được quay trúng lần lượt là, thối thể đang ít 10, phá linh đang ít 1, trường kiếm ít 1. Dương Phong cất ba loại vật phẩm vào trong kho, sau đó kiểm tra thông tin thối thể đan, phàm phẩm tăng cường độ mạnh yếu của thân thể, gia tăng tốc độ tu luyện. Phá linh đan, chân phẩm sau khi sử dụng, võ giả có tu vi võ linh cảnh trăm phần trăm đột phá đến võ tông cảnh. Trường kiếm, phàm binh được rèn từ huyền thiết, là một loại vũ khí khá tốt. Dương Phong vô cùng hài lòng với ba loại vật phẩm lần này, sau đó hắn bổ sung vào trong kho hàng 10 bình hồi xuân đan, 10 bình hồi khí đan, 10 bình tụ khí đan, 10 bình bạo khí đan, sau đó kiểm tra lại thuộc tính, chủ tiệm, dương phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100 m cấp bậc tiệm, phàm cấp điểm tích lũy, 100, có thể dùng để đổi vật phẩm, linh nguyên, 20, có thể dùng để đổi vật phẩm đặc biệt, lượt quay thưởng, không nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, bán ra 7 loại mặt hàng 7,0. Nhiệm vụ phụ, bán ra 3 loại mặt hàng khác nhau 3, không xem xong, dương phong hài lòng nhắm mắt đi ngủ. Thiên Phong Thành Ngụy Khiếu Đình vừa bước vào cửa lớn Ngụy gia, mấy vị trưởng lão và quản sự đã vội vàng chạy tới, Ngụy Khiếu Đình phất tay nói, có chuyện gì vào phòng nghị sự rồi nói, Ngụy Thành, ngươi đi triệu tập tất cả hộ vệ, bảo bọn họ tuần tra cẩn thận xung quanh, không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được tới gần phòng nghị sự. Phúc bá, lão mau đi phủ thành chủ một chuyến, mời nghĩa phụ và đại ca của ta tới đây. Vừa đi, Ngụy Khiếu Đình vừa phân phó. Thiên Phong Thành, phủ thành chủ lúc này thành chủ triệu thế phương đang ở trong phòng làm việc xử lý công vụ hơn 10 ngày nữa thiếu tộc trưởng phạm gia vừa mới thành niên ở hoàng thành sẽ đến huyễn nguyệt ma lâm lịch lãm phạm gia là một trong những thế gia ở hoàng thành so với tiểu quý tộc như hắn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần ở thiên thần đại lục tông môn và thế gia nắm giữ phần lớn tài nguyên hơn nữa cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt cấp bậc tông môn được chia làm thiên tông huyền tông môn phái cấp bậc thế gia được chia làm hào môn thế gia quý tộc Thiên Tần Đế Quốc chính là một thế lực thuộc hào môn Tần Thị. Ở Thiên Tần Đế Quốc có rất nhiều quý tộc, nhưng thế gia chỉ có 10 cái, mà Phạm Gia chính là một trong 10 thế gia, hơn nữa còn xếp hạng trung, có thể thấy được Triệu Thế Phương coi trọng chuyện này như thế nào. Lúc này, một tên thân vệ bước vào bẩm báo, bẩm đại nhân, quản gia ngụy Gia cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mau mời vào. Triệu Thế Phương đứng dậy nói. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ngụy gia sẽ không phái quản gia tới đây vào lúc đêm khuya như vậy ngụy phúc bước vào cung kính hành lễ bẩm thành chủ đại nhân lão gia cho mời lão thành chủ và ngài mau tới ngụy phủ một chuyến chuyện vô cùng quan trọng mong hai vị tuyệt đối giữ kín bên ngoài phòng nghị sự ngụy gia các hộ vệ đang đi tuần tra bên trong phòng nghị sự đèn đút sáng trưng ngụy khiếu định đi tới đi lui vẻ mặt lo lắng mấy vị trưởng lão và quản sự ngồi phía dưới thì nhỏ giọng bàn luận chỉ có thái thượng trưởng lão là vẫn ung dung ngồi đó uống trà nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy tay của lão đang run rẩy lúc này hai người một trước một sau đi vào phòng nghị sự người đi đầu là một lão giả người đi phía sau chính là thành chủ triệu thế phương thấy hai người ngụy khiếu đình vội vàng bước tới hành lễ nghĩa phụ đại ca mau mời vào hai nhà triệu ngụy vốn giao hảo từ nhiều đời trước lúc còn trẻ triệu thế phương và ngụy khiếu đình từng cùng một nữ tử kết bái kim lan sau này lão thành chủ triệu tung minh càng thu nhận ngụy khiếu đình làm nghĩa tử Khiếu hiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải nửa đêm gọi chúng ta tới đây triệu tung minh vừa bước vào đã hỏi nhìn thấy thái thượng trưởng lão ngụy phách thiên cũng có mặt triệu thế phương và triệu tung minh vội vàng hành lễ thiên thúc thiên gia gia ngụy phách thiên phất tay nói miễn lễ mau ngồi đi ngụy phúc đóng cửa lại nhìn thấy trận này triệu tung minh và triệu thế phương thầm nghĩ xem ra chuyện lần này không hề đơn giản sau khi mọi người an vị ngụy khiếu đình kể lại đầu đuôi câu chuyện mấy vị trưởng lão ngụy gia tuy đã được nghe qua nhưng khi được ngụy khiếu đình xác nhận bọn họ vẫn không khỏi chấn động ngụy khiếu đình lấy đan dược ra đặt lên bàn sau đó giới thiệu công dụng của từng loại cho mọi người mọi người nghe xong đều cảm thán không thôi những loại đan dược này bọn họ nghe cũng chưa từng nghe nói qua ngụy khiếu đình cầm một bình bạo khí đang lên mở nắp bình một mùi thuốc thơm ngát tỏa ra không biết có vị nào nguyện ý thử nghiệm công hiệu của bạo khí đan hay không ngụy khiếu đình nhìn các vị trưởng lão và quản sự hỏi mấy người bọn họ tu vi đều ở dưới võ linh cảnh mà loại đang dược cấp thấp như vậy chỉ có tác dụng với những người có tu vi dưới võ linh cảnh còn ngụy khiếu đình và triệu thế phương đều có tu vi võ linh nhị giai triệu tung minh tu vi võ linh lục giai còn ngụy phách thiên chính là người có tu vi cao nhất thiên phong thành đạt tới võ linh cửu giai đỉnh phong chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá đến võ tông cảnh. Thái gia gia, các ngươi đều nói cái kia cửa hàng nhỏ sau lưng có đại thế lực, có siêu cấp cường giả tồn tại, chắc hẳn cũng có để ngài đột phá đến võ tông đan dược, dương trưởng quỷ cũng đã nói về sau còn sẽ có cao cấp hơn đan dược bán ra. Lúc này thời điểm ngụy thư túng ra tới nói, ta, ta thử. Một vị quản sự xung phong nhận việc, hắn tên là ngụy Khiếu Vân, là đường đệ của ngụy Khiếu Đình, nhị quản sự phụ trách mãn buôn bán của ngụy Gia, tu vi võ sư ngũ giai. Ngụy Khiếu Vân nhận lấy bảo khí đan, không chút do dự nuốt vào, đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành dòng nước ấm nóng chảy vào bụng, hai nhịp thở sau, dược lực bộc phát, tu vi của Ngụy Khiếu Vân từ võ sư ngũ giai tăng vọt lên võ sư bát giai, sau 100 nhịp thở, dược lực hoàn toàn biến mất, tu vi của hắn trở về võ sư ngũ giai. Khiếu Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu hay không? Ngụy Khiếu đình lo lắng hỏi. Bẩm gia chủ, ta không cảm thấy khó chịu gì cả. Đây là công hiệu của bạo khí đan, quả nhiên không khác gì lời dương trưởng quỷ giới thiệu, công hiệu của những loại đan dược khác cũng không khác gì trong lời đồn. Nói xong, ngụy Khiếu Đình đặt bình ngọc xuống, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra hộp gỗ đựng vỏ kỹ lúc trước. Mọi người đều nín thở nhìn chầm chầm vào hộp gỗ, bọn họ đều biết, thứ được cất giữ bên trong rốt cuộc là bảo vật gì. Ngụy Khiếu Đình đặt hộp gỗ lên bàn, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, vây quanh cái bàn ngụy khiếu đình chậm rãi mở hộp gỗ ra bên trong là một quyển trục và một ngọc giảng phát ra hào quang màu vàng mọi người nghe ngụy khiếu đình giải thích lúc này mới biết thì ra trên thế giới còn có một loại bảo vật thần kỳ dùng để ghi chép công pháp võ kỹ như vậy ngụy phách thiên bước tới nói với ngụy khiếu đình ngươi là gia chủ ngọc giảng này ngươi cứ cầm lấy tu luyện còn những thứ khác chúng ta thương lượng xem nên phân chia như thế nào gia gia hay là người cầm lấy tu luyện đi người là người có tu vi cao nhất, mộ tính tốt nhất trong tộc. Ngụy Khiếu Đình vội vàng nói. Không được, ta đã sắp gần đất xa trời rồi, dùng trên người ta chẳng khác nào lãng phí. Ngụy Phách Thiên lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vài phần cô đơn. Ngụy Phách Thiên lúc trẻ tuổi cũng là một tiểu thiên tài vang danh khắp chốn, tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới võ linh. Thời điểm ở cảnh giới võ linh cửu giai đỉnh phong tiến vào sâu trong huyễn nguyệt ma lâm tìm kiếm cơ hội đột phá, bất quá vận khí không tốt đụng phải nhân giai ma thú, tuy rằng sau đó may mắn chạy thoát, nhưng mà bản thân bị trọng thương, sau này tuy rằng khỏi hẳn, nhưng cả đời cũng vô vọng đột phá võ tông. Thái gia gia, ai cũng nói tiệm nhỏ đó có thế lực lớn chống lưng, có siêu cường giả hiện diện, chắc chắn cũng phải có đan dược giúp ông đột phá đến võ tông. Dương trưởng quầy cũng nói sau này còn có đan dược cấp cao hơn nữa. Lúc này, Ngụy Thư Tuấn bước ra nói. Ngụy Khiếu Đình đáp, đúng vậy gia gia, ngọc giảng này vẫn nên để ông dùng, thứ nhất, cho chúng con dùng thì tăng thực lực cũng có hạn, nếu ông dùng thì khác, có thêm võ kỹ Hoàng giai tiểu thành thì ông có cơ hội đối chọi với võ tông vừa đột phá rồi. Thứ hai, Dương trưởng quỷ kia đã có bán đan dược thần kỳ như vậy, nhất định có đan dược có thể giúp cho lão gia đột phá đến võ tông. Nói xong, y cầm lấy ngọc giản nhét vào trong tay Ngụy Phách Thiên. Đúng, Dương trưởng quỷ nơi đó nhất định có đan dược có thể tăng lên đại cảnh giới. Ngụy Phách Thiên nghĩ như thế, nắm chặt ngọc giản. Thái gia gia, người hiện tại sử dụng để chúng con xem võ kỹ hoàng giai của tiểu thành là cái vân gì. Ngụy Thư Tuấn Hưng phấn nói, mọi người cũng phụ họa theo. Được, Lão Phu cũng muốn biết quy lực của võ kỹ hoàng giai. Nói xong, tâm thần Ngụy Phách Thiên tiến vào trong ngọc giản. Sau khi tâm thần tiến vào ngọc giản, Ngụy Phách Thiên phát hiện mình đang ở trong một không gian không rõ, bốn phía đều là bóng tối vô biên vô tận, có một nam tử không thấy rõ bộ dáng tay cầm kiếm, tự hồ biết có người tiến vào không gian này, rút kiếm ra bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Kinh đào kiếm pháp chỉ có bốn thức, trong nháy mắt đã biến mất, sau khi nam tử diễn luyện xong, hóa thành điểm sáng tiến vào trong tâm thần ngụy Phách Thiên. Nửa nén nhang sau, ngụy Phách Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn Ngọc Giảng đã hóa thành bột mịn, lộ ra ý cười nói, không hổ là võ kỹ có phẩm giai, quả nhiên quy lực vô cùng. Thái gia gia, Thế nào? Thế nào? Quy lực thế nào?" Ngụy thư Tuấn hưng phấn hỏi. "Ha ha, lão phu bây giờ không sợ võ tông nhất giai mà không có phẩm giai võ kỹ, bây giờ quá muộn, ngày mai đến sân luyện võ cho các ngươi xem." Ngụy Phách Thiên Hồng Quang đầy mặt nói. Mọi người một trận hưng phấn, cảm khái, chờ mong thảo luận công việc phía sau. Lúc này Thiên Phong Thành đã hơi lộ ra ánh sáng trắng, đám mây tụ tập ở chân trời, giống như bị thấm máu hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Mọi người trong phòng nghị sự ngụy gia cũng kết thúc thảo luận về vấn đề phân phối vật phẩm của cửa hàng nhỏ, mã mãi bì, cùng với một loạt vấn đề tiếp theo. Ngụy gia, Ngụy Phách Thiên đang luyện tập kinh đào kiếm pháp trên sân luyện võ, kiếm khí màu vàng tung hoành như sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt, vì thế khiến người ta lạnh cả tim. Ngủ đến khi tự nhiên tỉnh ngủ, đếm tiền đến mỏi tay, đây là giấc mộng của tuyệt đại bộ phận mọi người, dương phong cũng không ngoại lệ đã phơi nắng ba sào dương phong mới từ từ tỉnh lại dương phong từ trên giường ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng tâm tình cũng rất tốt trong miệng ngâm nga hôm nay là ngày lành chuyện gì cũng có thể thành hôm nay là ngày lành vừa ngâm nga ca khúc vừa xuống lầu dương phong đi vào quầy hàng lấy vật phẩm tối hôm qua rút được và vật phẩm từ trung tâm mua sắm ra đặt ở trên quầy hàng rồi đi ra mở cửa Cô, Dương Phong vừa mở cửa đã thấy ngoài cửa đứng rất nhiều người, trong đó có người hôm qua mua đồ, không thể tưởng được bọn họ hôm nay lại tới sớm như vậy, hắc hắc, hoàn thành nhiệm vụ có hy vọng rồi, những người này chính là đám người ngụy khiếu tuyền, trải qua thảo luận, trước khi có người phát hiện cửa hàng nhỏ, mã mãi bì, hai nhà bọn họ tập kết tất cả tài nguyên mua vật phẩm bán ra trong cửa hàng nhỏ lại dựa theo nhu cầu phân phối, dù sao lấy quan hệ của hai nhà, Vinh cùng Vinh, Nhục. Cùng Nhục thế lực không biết tên này đã mở cửa hàng ở đây, chúng ta sẽ dùng quan hệ giao dịch bình thường ở chung, không cần cố ý giao hảo, sợ khiến cho đối phương không vui. Cho nên hôm nay Ngụy Phách Thiên mang theo Ngụy Khiếu Hạo, Ngụy Thư Tuấn, Triệu Tung Minh, Triệu Thế Phương, mấy người đến đây. Dương trưởng quỷ, hôm nay ta còn mang theo mấy bằng hữu, nghe nói đồ vật của ngươi thần kỳ như vậy, nhất định phải tới xem một chút, chào mừng Quang Lâm, hôm nay có thương phẩm mới, các vị xem thử có cần hay không?" Dương Phong trong lòng mừng thầm, ngụy gia này tạm được, còn biết giới thiệu khách nhân tới. Quả nhiên, ngày hôm qua ngươi mới nói sau này sẽ có vật phẩm mới, hôm nay liền xuất hiện, nói sau lưng không có thế lực lớn ai tin. Mọi người nghĩ như vậy. Dẫn mấy vị khách vào, Dương Phong đi vào quầy, lấy ra một lọ đang dược giới thiệu cho mọi người, đây là đan dược phàm phẩm tôi thể đan, gia tăng cường độ thân thể võ giả và gia tốc cường độ thân thể võ giả giá cả vẫn là 20 kim tệ một bình. Nói xong, y buông bình sứ xuống, lại từ trên quầy hàng gỡ xuống bình đang dược trung gia giới thiệu. Bình này là đang dược chân phẩm phá linh đan, có thể giúp cho võ linh 10 phần 10 cơ hội đột phá đến võ tông, an toàn không có tác dụng phụ, trước mắt chỉ có một bình, giá 100 kim tệ. Cái gì? Mọi người nghe nói đến cơ thể đan thì chỉ kinh ngạc, nhưng sau khi nghe nói đến hiệu quả của phá linh đan thì choáng váng. Vũ Linh muốn đột phá đến Vũ Tông, đó cũng chỉ là tỷ lệ năm thành, thế nhưng, thế nhưng phá linh đan này lại có tỷ lệ 10 phần 10. Luyện đan sư ở trên thiên thần đại lục vô cùng hiếm có, không phải thế lực lớn bồi dưỡng thì chính là phụ thuộc vào thế lực lớn, nói chung chính là phục vụ cho thế lực lớn. Cấp bậc luyện đan sư là đan sư, đan vương, đan tôn, về phần đan thần có xuất hiện hay chưa thì bất kỳ điển tịch nào cũng không có ghi chép. Đan sư có thể luyện chế đan dược phàm phẩm, đan vương luyện chế đan dược chân phẩm, đan tôn có thể luyện chế đan dược linh phẩm, chân phẩm đang dược bình thường rất ít giao dịch trên thị trường nếu có cũng là ở trong phòng đấu giá tiểu gia tộc tiểu quý tộc tiểu tông môn đều vì thế mà điên cuồng thường thường đều có thể đấu giá ra kim tệ giá trên trời đều là giá khởi điểm thế nhưng trước mắt lại có một bình hơn nữa còn là đang dược chân phẩm có thể đột phá đến linh tông ngụy phách thiên trong số những người ở đây càng thêm không chịu nổi ngày hôm qua lão còn nghĩ đến sau này tiểu điếm này có hay không vật phẩm đột phá võ tông hôm nay đến đây đã có đang dược có thể đột phá nếu như không có ngoài ý muốn, kiếp này lão không thể đột phá đến võ tông, không ngờ ngoài ý muốn lại xuất hiện, ngay tại nơi này, ngay trước mắt, ngươi nói lão làm sao có thể bình tĩnh được. Dương trưởng quỷ, đang dược có thể đột phá võ tông này, là thật sao? Ngụy Phách Thiên biết rõ là thật, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Già trẻ không gạt, Dương Phong khẳng định trả lời. Mua, mua. Dương trưởng quỷ, ta mua, Ngụy Phách Thiên không khống chế được nội tâm kích động, cơ hội đột phá võ tông đang ở trước mắt, vội vàng lấy túi trữ vật của mình ra đặt lên quầy. Hệ thống kiểm tra thấy trong túi trữ vật có khoảng hơn một vạn kim tệ, tiện tay vung lên thu được kim tệ, tại sao phải tiện tay vung lên? Đương nhiên là làm màu, trong tiểu thuyết không phải đều như vậy sao, cất kim tệ đi, y gỡ bình sứ chứa phá linh đang xuống đặt lên quầy. Một khắc sau khi Dương Phong thu hồi kim tệ, tầm mắt mọi người đều không rời khỏi y, cuối cùng nhìn chầm chầm vào bình sứ ngụy phách thiên vương bàn tay khô lão run rẩy cầm lấy bình sứ mở nắp bình một mùi thuốc xông vào mũi tu vi của lão lại có một tia dao động đỗ đang dược ra lòng bàn tay giờ phút này ngụy phách thiên chỉ có một ý niệm nuốt vào là có thể trở thành võ tông để ngụy gia có tư cách nhỏ nhất để trở thành thế gia ở trong đế quốc thế gia kém nhất cũng có võ tông ngũ giai ngụy phách thiên nuốt đang dược vào phá linh đang vào miệng liền hóa thành linh khí khổng lồ hướng kinh mạch huyệt khiếu xương cốt khắp toàn thân cải biến thân thể lão, khiến thân thể có thể thừa nhận linh lực của võ tông. Khi khí thế của Ngụy Bá Thiên đạt đến đỉnh điểm võ linh, một luồng khí thế còn mạnh mẽ hơn bùng nổ từ cơ thể hắn, khiến những người khác không thể nhúc nhích, chính là khí thế uy áp bộc phát khi Ngụy Bá Thiên đột phá đến võ tông. Dương Phong Dương trưởng quỷ lúc này nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên quầy, ối chao, chỉ gõ nhẹ một cái như vậy, người đoán xem sao, khí thế uy áp mà Ngụy Bá Thiên bộc phát ra lại bị áp chế ngay trên người hắn không còn uy áp của võ tông, sắc mặt mọi người hơi đỡ tái nhợt hơn một chút, nhưng trong nháy mắt nhìn về phía Dương Phong, ánh mắt từ kinh hãi đến rung động rồi đến kính sợ hiện rõ trên mặt tất cả mọi người. Đây là thực lực đáng sợ cỡ nào, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy để cho khí thế võ tông áp chế, coi như là võ vương cũng không thể làm được a, à, chẳng lẽ Dương trưởng quỷ là võ hoàng? Nghĩ đến khả năng này, mọi người càng thêm kính sợ Dương Phong, lúc đầu chỉ cho rằng y rất mạnh, không ngờ lại mạnh đến mức này hình như là cường giả võ hoàng đây chính là nhân vật mà thế lực nhất lưu mới có ngay cả võ hoàng của thiên tần đế quốc cũng chỉ có vài người vừa nghĩ tới dương trưởng quỷ là cường giả võ hoàng như vậy thế lực sau lưng y lớn đến cỡ nào mọi người nghĩ đến đây liền rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ chỉ cần ôm được bắp đùi dương trưởng quỷ không chỉ cần cùng y thiết lập quan hệ tốt chẳng lẽ còn lo sau này không có chỗ tốt nghĩ đến đây ánh mắt nhìn về phía dương phong tràn đầy vẻ nóng bỏng Dương Phong nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình cũng rùng mình một cái, thật muốn hét to một tiếng, ta dựa vào, các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì, bản trưởng quỷ không phải loại người đó. Lúc này Ngụy Phách Thiên đã ổn định cảnh giới võ tông, chỉnh lý tốt tâm tình của mình, hướng Dương Phong cúi đầu nói, lão phu đa tại Dương trưởng quỷ tái tạo chi ân. Không cần đa lễ, chúng ta đây là giao dịch công bằng, sau này chiếu cố nhiều hơn cho sinh ý của ta là được. Dương Phong phất phất tay, TH Nôn Cha Len nói, Tuy nói là giao dịch, nhưng nếu không có đan dược của ngươi, đời này lão phu cũng không thể đạt đến cảnh giới hiện tại. Lúc này ngụy phách thiên trẻ ra rất nhiều, tóc cũng chuyển sang màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, so với lúc mới tới. Chuyện này không cần phải nói nữa, còn cần vật phẩm nào khác không? Dương Phong thầm nghĩ, nói lời cảm tạ còn không bằng mua thêm chút đồ vật thiết thực. Dương trưởng quỷ, hôm nay ngươi còn có vật phẩm mới nào không? Ngụy Thư Túng lúc này mới lên tiếng hỏi đây là tôi thể đan, phàm phẩm, có thể gia tăng cường độ thân thể võ giả, gia tốc tốc độ tu luyện thân thể, 20 kim tệ một bình. Dương Phong đặt bình đang dược xuống, cầm lấy một thanh trường kiếm, đây là một thanh phàm binh trường kiếm, được rèn từ huyền thiết, rất tốt, mỗi thanh 1.000 kim tệ. Nói xong, y tùy ý vung nhẹ một cái, tiếng kiếm reo vang vọng. Binh khí của thiên thần đại lục được chia thành, binh khí bình thường không có phẩm giai, phàm binh, linh binh, thiên binh người trong thế lực nhỏ cơ bản đều sử dụng vũ khí bình thường không có phẩm giai ví như ngụy gia phủ thành chủ thiên phong thành thủy nguyệt môn những thế lực này chỉ có một thanh phàm binh có phẩm giai đều được xem như là ác chủ bài ngay cả thiên tông hào tộc cũng không phải ai cũng có binh khí có phẩm giai phàm phàm binh sao còn có những đan dược này có bao nhiêu chúng ta muốn bấy nhiêu mọi người vô cùng chấn động kim tệ vậy mà có thể mua được phàm binh quả thực là giá cải trắng phàm binh của cả thiên phong thành bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồi khí đan, hồi xuân đan, tụ khí đan, bạo khí đan, tôi thể đan, mỗi loại 10 bình, trường kiếm một thanh. Dương Phong giới thiệu số lượng thương phẩm trong tiệm. Dương trưởng quỷ, những đan dược này cùng thanh kiếm này chúng ta đều muốn. Triệu Thế Phương nói xong, lấy túi trữ vật ra đặt lên quầy. Dương Phong liếc mắt nhìn, ồ, trong túi trữ vật của Triệu Thế Phương có tới 30 vạn kim tệ, không hổ là thành chủ, thu lấy số kim tệ tương ứng, đưa đan dược cùng trường kiếm cho bọn họ. Mà Dương Phong không biết rằng, 30 vạn kim tệ này là do ba nhà bọn họ gom góp lại để mua thương phẩm trong tiệm của Y Tinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, phần thưởng đã được phát. Tin, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ của hệ thống, phần thưởng đã được phát. Tin, hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến, sử dụng ba loại vật phẩm cửa hàng, thưởng 50 điểm tích lũy, 10 điểm linh nguyên, một lần rút thưởng. Nghe được âm thanh của hệ thống, Dương Phong mỉm cười, tuy trong lòng có chút nghi vấn, nhưng vẫn phải đợi những người này rời đi mới có thể hỏi hệ thống. Tức kỹ đang dược và trường kiếm, triệu thế phương hỏi, Dương trưởng quỷ, ngày mai còn bán võ kỹ, phá linh đan và vũ khí không? Võ kỹ, phá linh đan và phàm binh đều là những thứ vô cùng quan trọng, bọn họ phải cẩn thận đối đãi. Dương Phong ném vấn đề này cho hệ thống, y chỉ biết, võ kỹ có phẩm giai là duy nhất, phải rút thưởng mới có, còn phá linh đan cùng vũ khí thì y không chắc chắn lắm. Dựa theo cấp bậc cửa hàng và độ hiếm có của thương phẩm, sẽ có một khoảng thời gian chờ nhất định, chân dây đan dược là 20 ngày, phàm binh là 10 ngày. Dương Phong đáp, võ kỹ khi nào có thì chưa chắc chắn được, giống như thương phẩm mới, không định kỳ sẽ có, phá linh đan thì 20 ngày nữa sẽ có, kiếm này 10 ngày nữa sẽ có. Mọi người nghe vậy, chắp tay với Dương Phong, Dương trưởng quỷ, chúng ta xin cáo từ nếu ngươi có đến thiên phong thành, nhất định phải báo cho chúng ta biết, để chúng ta làm người dẫn đường. Dương Phong khách sáo vài câu, nhìn nhóm người kia rời khỏi cửa tiệm, đi khuất bóng. Y vào trong hệ thống kiểm tra thuộc tính trước, chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100 m cấp bậc cửa hàng, phàm cấp điểm tích lũy, 150, có thể đổi đồ dùng cửa hàng, linh nguyên, 30, có thể đổi vật phẩm chuyên dụng cho chủ tiệm, số lần rút thưởng, 2 lần. Nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, sử dụng 3,0 vật phẩm cửa hàng, nhiệm vụ phụ, không. Hệ thống, sao ngươi không phát bố nhiệm vụ phụ tuyến? Đây là chuyện Dương Phong vừa rồi nghi hoặc. Khi ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến sẽ phát bố. Tách, được rồi. Dương Phong không thèm để ý nghĩ. Tra xét xong thuộc tính, Dương Phong tiến vào thanh thương phẩm của cửa hàng, chỉ thấy trong thanh thương phẩm của cửa hàng có 7 loại vật phẩm. Thể đổi tên, có thể sửa đổi tên cửa hàng một lần, cửa hàng phàm cấp chỉ có thể sửa đổi một lần, giá bán 50 tích phân. Cảnh trong chậu, đồ dùng trang trí cửa hàng, có thể cải thiện nồng độ linh khí trong cửa hàng, giá bán 50 tích phân. Bàn ghế nghỉ ngơi, có thể cung cấp khách hàng nghỉ ngơi sử dụng, giá bán 50 tích phân. Bể cá cảnh, đồ trang trí cửa hàng, có thể cải thiện chất lượng linh khí cửa hàng, giá bán 80 tích phân. Thẻ thăng cấp quầy hàng, thăng cấp quầy hàng tăng thêm chức năng quầy hàng, giá bán 200 điểm tích lũy. Tủ bán tự phục vụ, tủ hàng tự phục vụ, chỉ có hội viên cửa hàng sử dụng, giá bán 500 tích phân. Không gian cửa hàng mở rộng thẻ sơ cấp, sử dụng có thể trồng không gian cửa hàng vốn có, mở rộng không gian 30 mét vuông, giá bán 1.000 tích phân. Nhìn đến đây, Dương Phong nghĩ mình chỉ có 150 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ cần 3 vật phẩm, chỉ có thể mua 3 vật phẩm 50 điểm tích lũy hệ thống này thật biết tính toán dương phong cảm thán hệ thống cái này chỉ là hội viên cửa hàng sử dụng là chuyện gì vậy dương phong phát huy nguyên tắc không hiểu liền hỏi hệ thống tự phục vụ quầy hàng cần thể hội viên mới có thể sử dụng chỉ cần ký chủ thăng cấp quầy hàng là có thể có chức năng hội viên vậy tức là ta muốn mua quầy hàng tự phục vụ thì nhất định phải mua thẻ nâng cấp quầy hàng sao đúng vậy ký chủ hệ thống ngươi thật sự rất giỏi tính toán Dương Phong liếc hệ thống một cái. Dùng 150 điểm tích lũy, mua thẻ đổi tên, chậu cảnh và bàn ghế. Cái thẻ đổi tên này Dương Phong đã mong đợi rất lâu rồi. Nhìn tên cửa hàng, CD, kia, Dương Phong cũng chẳng thèm nhìn. Tiến vào thương phẩm bán, sau khi bổ sung 5 loại đang dược vào trong cuộc trữ vật. Trong cuộc trữ vật có 3 loại vật phẩm và một bình đang dược vừa mới mua. Lọ đang được này cũng nằm trong gói quà tặng lớn mà hệ thống tặng, là một lọ bích cốc đan. Mấy ngày nay, Dương Phong toàn dựa vào bích cốc đan để sống sót, mỗi viên thuốc có thể giúp người ta nhịn ăn trong 10 ngày. Dương Đại trưởng quầy nhìn ba món đồ trong tiệm mà không biết thao tác như nào bèn hỏi, hệ thống, cái này phải dùng ra sao, hệ thống, cảnh trong chậu chỉ cần ý niệm của ký chủ tiến vào chọn hình thức là được, bàn ghế nghỉ ngơi ký chủ chọn địa phương lấy ra là được, thẻ đổi tên trực tiếp sử dụng là được. Dương Phong trước tiên tiến vào cảnh vật trong chậu, chỉ thấy một chậu hoa gốm có đường kính khoảng 20cm, cao 15cm, miệng chậu được một màn sáng bao phủ, ý niệm của Dương Phong tiến vào màn sáng, chỉ thấy bên trong màn sáng có nguồn hình vạn trạng các loại hoa cỏ, cuối cùng Dương Phong chọn Vân Trúc. Lại nói, vì sao Dương Phong muốn chọn Vân Trúc? Đừng hỏi, hỏi chính là tác giả thích. Lấy chậu Vân Trúc đặt ở một góc quầy, nhìn thuận mắt hơn nhiều so với quầy trống trơn. Ngay lúc Vân Trúc được đặt tại quầy hàng, một chút linh khí từ trên cây vân trúc chậm rãi tỏa ra, không bao lâu, linh khí trong tiệm ít nhất nồng đậm hơn so với bên ngoài ba bốn lần. Sau khi đặt chậu cảnh, Dương Phong lấy bộ bàn ghế ra đặt vào một góc của cửa hàng, bàn ghế đều được làm bằng gỗ lim tơ vàng, gồm 5 chiếc ghế tự được điêu khắc hình chim bay thú chạy và một chiếc bàn dài một 5 mét rộng 80cm, kiểu dáng cổ kính, vô cùng đẹp mắt. Dương Phong cầm thẻ đổi tên cuối cùng, nhìn thẻ đổi tên, Dương Phong lâm vào trầm tư, nên gọi là cửa hàng gì mới tốt đây đối với người mắc chứng khó đặt tên mà nói thì đây là một vấn đề vô cùng nan giải hủy nguyệt ma sâm một tiểu đội gồm ba nam bốn nữ đang nhanh chóng đi tới trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp lên tiếng ngụy thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thiên phong thành vậy chúng ta mới đi ra ngoài có hai ngày mà đã phải vội vàng quay về rồi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của những người khác ngụy thành chậm rãi đáp tiểu thư gia chủ nói đợi khi mọi người trở về sẽ rõ Vị Ngụy Thành này chính là Ngụy Thành của Ngụy gia, hai nam tử còn lại một người là Triệu Viễn Hoa, hộ vệ của thành chủ Triệu Thế Phương, người còn lại là Triệu Trường Thanh, con trai của thành chủ Triệu Thế Phương. Bốn nữ tử lần lượt là Ngụy Đình Đình, tiểu nữ nhi của Ngụy Khiếu Đình, cũng chính là người vừa lên tiếng. Một người là Ngụy Thư Di, đường tỷ của Ngụy Đình Đình, cũng chính là cháu gái của đại trưởng lão. Hai người còn lại là Triệu Nhã Chi và Triệu Nhã Phương, hai tỷ muội song sinh của Triệu Trường Thanh tối hôm trước ngụy thành nhận lệnh của ngụy khiếu đình đi tìm mấy người triệu trường thanh đang lịch luyện tại huỷ nguyệt ma sâm bởi vì mấy người này đều mang theo định tung thạch hơn nữa đều đang lịch luyện ở khu vực ngoại vi cho nên chỉ mất một đêm là đã tìm thấy định tung thạch là do một cao thủ luyện khí trên thiên thần đại lục vô tình luyện chế thành về sau trở thành vật phẩm cần thiết để định vị truy tung nó được chia thành định tung mẫu thạch và định tung tử thạch định tung tử thạch có thể hiển thị trong phạm vi nhất định của định tung mẫu thạch phạm vi này tùy thuộc vào năng lực của người luyện chế. Do giá cả không quá đắt, bình thường những gia tộc hơi có chút của cải đều sẽ cho con em trong tộc mang theo khi ra ngoài lịch luyện. Được rồi Đình Đình, muội đừng làm khó ngụy thành nữa, đợi khi chúng ta quay về sẽ rõ thôi. Người lên tiếng là Triệu Trường Thanh, người có tu vi cao nhất và cũng là người lớn tuổi nhất trong số họ. Triệu Trường Thanh là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi ở Thiên Phong Thành, ngay cả một số cường giả lớn tuổi cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn năm nay mới 20 tuổi đã là võ sư lục giai, là một thiên tài tiếp nối ngụy bá thiên của thiên phong thành. Hừ hừ, nếu như không có chuyện gì, xem ta có nhổ râu của phụ thân hay không. Người nói là Triệu Nhã Phương, muội muội song sinh của Triệu Trường Thanh. Đúng vậy, đúng vậy Triệu Nhã Chi, tỷ tỷ song sinh giống hệt Triệu Nhã Phương cũng phụ họa theo. Triệu Nhã Phương và Triệu Nhã Chi năm nay mới 15 tuổi, đều là võ giả thất giai, Ngụy Đình Đình 16 tuổi, võ giả bát giai, Ngụy Thư Di 17 tuổi cũng là võ giả bát giai, còn Ngụy Thư Tuấn ở lại Thiên Phong Thành năm nay 20 tuổi, vừa mới đột phá võ sư nhất giai, liền mang theo hộ vệ đến Huyễn Nguyệt Ma Lâm tìm mấy người Triệu Trường Thanh. Triệu Trường Thanh lại nói, nếu không có chuyện gì xảy ra, phụ thân và Ngụy Thúc Thúc sẽ không gọi chúng ta trở về, xem ra hẳn là chuyện tốt, đợi chúng ta trở về là biết ngay. Mấy người tăng tốc độ, nhanh chóng chạy về Thiên Phong Thành, với tốc độ của bọn họ, việc trở về Thiên Phong Thành trước bữa tối là điều hoàn toàn khả thi đinh cửa hàng đã được đổi tên thành duyên đến duyên đi định số lớn nhất của đời người chính là những sự an bài của số phận sẽ khiến người gặp được người mà ngươi nên gặp trong một giai đoạn nào đó sẽ khiến người trải qua những chuyện mà ngươi nên trải qua trong một giai đoạn nào đó sẽ khiến người cảm nhận được những cảm xúc của cuộc đời trong một khoảnh khắc nào đó không ai có thể thoát khỏi quy luật của duyên phận duyên đến thì hợp duyên đến thì gặp gỡ duyên tận thì tan duyên tận thì người đi dương phong cho rằng Việc bản thân đến thế giới này, có được hệ thống đều là duyên phận, những người và vật quen biết ở thế giới kia chính là duyên phận đã tận. Duyên đến duyên đi, hết thảy đều là tùy duyên, sau này sẽ không đổi tên nữa. Đây là một quyết định mà Dương Phong vô cùng hài lòng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng đã được phát. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến mới, mua một lần vật phẩm trong chuyên mục bán hàng đặc biệt, phần thưởng 100 điểm tích lũy, 50 điểm linh nguyên, một lần rút thưởng tại sâu trong huyễn nguyệt ma sâm một con bạch hổ uy phong lẫm liệt đang lạnh lùng nhìn năm con ma thú trước mặt tốt lắm đây chính là ngũ đại trưởng lão mà bổn vương hết sức coi trọng sư cuồng lệ ngươi thật to gan dám cả gan mơ ước đến ngôi vị của bổn vương huyễn nguyệt ma lâm do u minh bạch hổ một ma thú cấp bậc thú hoàng thống lĩnh dưới trướng thú hoàng còn có ngũ đại trưởng lão đều là ma thú cấp địa giai u minh bạch hổ là cường giả địa giai cửu giai đỉnh phong bình thường không màng thế sự chỉ chuyên tâm tu luyện quyền hành đều do đại trưởng lão là kim diễm ma sư, tộc trưởng sư tộc đứng đầu nắm giữ. Một khi con người có được quyền lực trong thời gian dài, mà người đứng trên lại không quản lý, ác hẳn sẽ sinh ra lòng tham. Ma thú cũng vậy, thú hoàng đã lâu không để ý đến chuyện của ma tộc, mọi việc lớn nhỏ đều do đại trưởng lão quyết định, lâu dần, đại trưởng lão cũng muốn thay thế thú hoàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.